Thẻ credit card là một cái thẻ mà thanh toán rất là phổ biến ở trên nước Mỹ. Chắc chắn là các anh chị, các cô chú mình đã nghe rất là nhiều người thân, bạn bè, gia đình người ta chia sẻ là cái lợi ích của thẻ credit card là mình có thẻ credit, mình có thể build điểm credit của mình để mà sau này mình có thể mượn nợ để mà mua nhà, mua xe, hoặc là khi mà mình xài thẻ credit card, thay vì mình xài thẻ debit là tiền của mình hay là mình xài thẻ cash, thì mình xài credit card mình sẽ được cash back, và mình có thể dùng cái cashback này để đổi vé máy bay, để đổi khách sạn hay là để mướn xe khi mà mình đi du lịch vân vân, thì nó sẽ giúp mình tiết kiệm được một cái khoản tiền khi mà mình đi du lịch. Vậy một người ở Mỹ cần có bao nhiêu thẻ credit card là đủ? 1, 2, 3, 4 hay là 5 hay là 6? Thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú một cái chủ đề là mỗi một người nên có bao nhiêu cái thẻ credit card là đủ. Và nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú đây là lần đầu tiên coi video của An á, thì nhớ cho An xin một nút like, share, subscribe kênh channel của An nha, để mỗi khi mà An chia sẻ những cái thông tin về cuộc sống Mỹ, về thuế, về life insurance, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là những cái người đầu tiên coi được những cái video của An. Bên cạnh đó nữa, bất cứ khi nào các bạn, các anh chị, các cô chú cần một cái dịch vụ khai thuế, cần một người giúp các bạn tư vấn về những chương trình đầu tư, tiết kiệm tiền cho con học đại học, hay là những cái chương trình mà để dành tiền cho những anh chị, những cô chú nào mình làm những cái nghề thẩm mỹ, làm nail, làm tóc, khi mà mình đi làm mình không có những cái quỹ hưu trí mà mình muốn bắt đầu để dành tiền để sau này ngoài cái tiền lương hưu, ngoài cái tiền già SSI ra, mình còn có một cái khoản tiền để mà mình rút ra mình xài từ từ những cái ngày mà mình lớn tuổi, thì cũng gọi cho An một cái số phone rất là dễ nhớ luôn: 408-661-7689, 408-661-7689. Và không mất nhiều thời gian của các bạn, các anh chị, cô chú nữa, em xin chia sẻ về cái video ngày hôm nay. Thì một thẻ credit card, hai thẻ credit card, 3, 4, 5 hay là 6 thẻ credit card sẽ là cái con số mà tốt nhất để mà mình sở hữu những cái thẻ credit card ở Mỹ. Thì rất là nhiều người, người ta không tin vô thẻ credit card, tại vì người ta nghĩ là mình có bao nhiêu tiền mình hãy xài cái số tiền mà mình có thôi. Tại vì thẻ credit card có nghĩa là các bạn mượn tiền của những cái công ty credit này, các bạn xài trước và mình sẽ trả sau. Nếu như mà mình xài nhiều hơn cái số tiền mà mình có khả năng trả, thì cuối cùng mình sẽ bị đóng cái tiền lời trên cái số tiền mà mình xài quá như vậy. Thành ra là rất là nhiều người, người ta rất là hạn chế khi mà người ta xài thẻ credit card. Nhưng mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình phải suy nghĩ theo một cái hướng khác, tức là khi mà mình xài thẻ credit card mình phải có trách nhiệm trên cái đồng tiền của mình. Mình xài trong cái khả năng mà mình có thể chi tiêu hay mà thôi, thay vì các bạn có tiền các bạn xài cash, các bạn có tiền các bạn xài thẻ debit mình trả ra trước, thì mình cũng không có điểm, mình cũng không có bất cứ những cái lợi ích gì hết. Trong khi đó ví dụ như là mình quyết định là mình sẽ phải mua một cái máy laptop cho con mình trong cái dịp Thanksgiving này, mình cũng phải mua 1.500, em nói chẳng hạn, thì thay vì các bạn bỏ 1.500 cash hay là 1.500 debit ra, thì bây giờ mình dùng 1.500 từ trong thẻ credit của mình thì mình sẽ được cashback lại, và sau đó mình có thể dùng cái 1.500 mà mình đã tính xài anyway rồi, mình trả cho cái 1.500 mà mình xài trong cái thẻ credit card, thì mình cũng sẽ không có bị đóng tiền lời. Các bạn, các anh chị, các cô chú, và quan trọng nữa là khi mà mình xài thẻ credit và mình trả đúng thời hạn thì cái điểm credit của mình nó cũng sẽ tốt hơn, và nó cũng giúp ích cho mình rất là nhiều khi mà mình đi mua xe hay là sau này mình cần làm những cái món nợ lớn, làm loan để mà mua nhà, người ta cũng xét điểm credit của mình. Nếu như mà mình chỉ xài thẻ debit hoặc là mình chỉ xài cash thôi thì rất là khó để mà mình build cái điểm credit. Và tính ra rất là nhiều chuyên gia người ta chia sẻ rằng á, tốt nhất là các bạn, các anh chị, các cô chú nên xài ít nhất 30%, ít hơn 30% cái credit line của mình. Ví dụ như á, là cái credit của mình là 10.000 thì mình mỗi một tháng mình ráng xài, mình pay off hết để mà mỗi một tháng mình có cái nợ. Pay off hết là tốt nhất, nhưng mà nếu mà mình không pay off được hết những cái credit của mình thì cái nợ của mình phải ít hơn 30% cái credit line, tức là credit line 10.000 mình chỉ được nợ ít hơn 3.000 mà thôi, để mà mình giữ cái điểm credit này nó tốt. Và khi mà như vậy á,
Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình chỉ có một cái thẻ credit thôi, rất là khó để mà mình build điểm credit. Tại vì nhiều khi một cái thẻ credit của mình nó chỉ cho mình có 1.000 hay là 5.000, 7.000 khi mà mình mới mở thẻ đi. Nó chỉ cho mình cái credit line rất là ít. Thì với việc mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình xài để mà mình giữ cho cái nợ dưới 30% để mà build điểm credit rất là khó. Thành ra cái con số thẻ credit tốt nhất mà mình nên có, nên sở hữu là từ 3 tới 5 thẻ. Tại sao không phải là 6 hay là 7 thẻ? Tại vì khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình có quá nhiều thẻ, ví dụ 6 thẻ, 7 thẻ, thì sẽ có những cái mà mình sẽ ít xài tới, hoặc là mình sẽ không nhớ, mình xài rồi mình không có nhớ để mà mình trả cái thẻ đó đúng thời hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới điểm credit của mình. Nên là một thẻ thì là quá ít, mà con số mà tốt nhất để mà có là từ 3 tới 5 thẻ credit card. Thì cái con số này là một cái con số nó giúp mình có một cái credit line đủ nhiều để mà mình có thể xài 30% trên tổng cái credit line của mình. Và nó cũng là một cái con số vừa đủ để các bạn, các anh chị, các cô chú mình keep track, mình nhớ được những cái ngày để mà mình trả nợ những cái thẻ của mình. Và từ 3 tới 5 cái nó sẽ giúp mình có nhiều những cái sự lựa chọn hơn. Ví dụ như là hiện nay những cái thẻ credit, mỗi một thẻ nó phục vụ cho một cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là có những cái loại thẻ nó sẽ cho các bạn, các anh chị, các cô chú 2% cashback. Mình đi đâu, mình làm gì, mình đi chợ, tất cả nó cũng cho mình 2% cashback. Đó là thẻ Citibank Cash. Rồi bên cạnh đó nữa, nó cũng có những cái thẻ của Chase. An thì không có xài Citibank nhiều, nhưng mà An xài Chase. An có tới 3 cái thẻ credit của Chase phục vụ cho những cái mục đích khác nhau. Ví dụ như Chase Sapphire là nó dùng để du lịch. Tại vì khi mà mình book vé máy bay, mình book khách sạn, mình book qua Chase thì mình sẽ được tới 5% cashback. Rồi bên cạnh đó Chase nó có Chase Freedom, Chase một cái là Freedom, một cái là quên mất rồi, đó có 3 loại thẻ của Chase. Thì khi mà mình xài Chase có những cái ví dụ như là các bạn đi ăn nhà hàng được 3%, hay là có một loại thẻ là mình xài cái gì cũng được 1.5% hết. Rồi có loại là mỗi một cái quarter nó cho mình tùy theo, ví dụ như có quarter thì đổ xăng được 5%, có quarter đổ xăng thì book vé máy bay được 5%, hay là có quarter xài mua đồ Walmart, PayPal được 5% đó. Thì có từ 3 tới 5 cái thẻ credit nó sẽ giúp các bạn, các anh chị, các cô chú mình có sự lựa chọn để mà mình chọn ra coi là cái thẻ nào tốt nhất để mà xài cho mục đích gì, để mà mình có thể dùng những cái thẻ này để mà mình được cashback. Và cái hay của Chase á là mặc dù các bạn có 3 thẻ hay là 4 thẻ hay là 5 thẻ, nhưng mà những cái cashback, những cái point á, mình có thể compile lại với nhau để mà sau này ví dụ như là mình đổi vé máy bay về Việt Nam đó, mình có thể dùng những cái điểm đó để mà mình đổi vé máy bay. Và tùy vô cái thời điểm mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình đổi, có nhiều khi á một điểm mà mình đổi là được 2 đồng, có nhiều khi một điểm mình đổi là 1.5 đồng. Thì khi mà mình đổi mà được như vậy á, nó sẽ giúp cho mình có thể đi những cái hãng mà đi được business class mà các bạn không cần phải trả quá nhiều tiền. Ví dụ như là em thấy có nhiều người, người ta đổi ra được, tức là đi business class về Việt Nam đó, chỉ cần đổi có 145.000 point của Chase thôi. Nhưng mà cái này là phải tùy thời điểm và tùy cái ngày mà mình đi, cũng như là tùy cái hãng đó. Nhưng mà nếu mà mình mua bình thường, một cái business class bình thường cũng phải là 3.000 mấy 4.000 rồi. Thì khi mà mình có point, mình có điểm của Chase, thì mình dồn cái điểm nó lại. Và khi mà nó có những cái promotion là một point được 2 đồng, ví dụ vậy, thì mình đổi những cái business class sẽ có lợi cho mình đó. Đó là tất cả những cái mà em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật cho các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà thấy thích á, cho em một like, share, subscribe kênh channel của em nha. Và đừng quên, khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú cần tìm những cái dịch vụ về tiết kiệm tiền cho con học đại học nè, những cái chương trình bảo hiểm, life insurance, để mà bảo vệ tài chính của gia đình mình trong ngày trời nắng, trời mưa, cũng như là những cái chương trình để dành tiền, quỹ hưu trí, và cần người làm thuế, thì cứ gọi cho An 408-661-7689. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bye bye bye.
À và quên nữa, ở dưới cái phần comment ở dưới An sẽ để một cái link, nếu như mà các bạn chưa có mở thẻ, mình đi du lịch nhiều, mình đi ăn uống ở ngoài nhiều, mình chưa mở thẻ của Chase thì có thể dùng cái đường link của An mở thẻ thì các bạn được thêm point, thì An cũng được thêm point. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, và bye bye.